Hello các bác, đây Trần Long Thanh, Nhật Audio. Xin gửi tới các bác con loa Center JBL S100. Con này thì xuất xứ tại Mỹ, sản xuất riêng cho thị trường Nhật nha các bác. Dòng khá hiếm, cực kỳ hiếm luôn, có thể nói là rất là hiếm. Các bác cứ search trên mạng dòng S100 này thì chỉ được bán tại thị trường nội địa Nhật ạ. Đây, các bác nhìn xem. Con này thì nó được sản xuất là gỗ đặc nguyên khối đây các bác. Em gõ vô các bác nghe tiếng rồi đó. Trọng trọng trọng. Không phải nghe một cục pin như cái dòng bằng gỗ ép nha các bác. Loa đẹp xuất sắc. 2 bát 16. Nguyên rin hết luôn ạ. Đây, đây các bác thấy. Nguyên rin từ màng cho tới chân. Center tới 3 đường tiếng. Saxophone nó hầu như nó chỉ phát ở cái chiếc kèn này. Đó. Dưới này sẽ là tiếng nhạc, tắt bật riêng biệt ra tiếng nhạc và hai bên này là đăng tiếng bass. Đây các bác nhìn tổng thể lại. Em nó thì e căng đầy đủ nha các bác. Rồi, thì em đi tới phần ở cạnh trên. Em sẽ đo luôn cụ thể kích thước cho các bác thấy. Đây, kích thước của em đó đây ạ. 1060 nha các bác. Đây. Đấy. 1000 đúng 60. Đây các bác. Đấy. 1000 đúng 60. Đây, tôi kích thước lại đi xem. Sâu đây các bác. Sâu. Sâu 27, nếu mà cả lưới nữa là 28 nha các bác. Cả lưới nữa là 28. Chiều cao. Chiều cao của em đó. Cao của em nó cao tới 20 mấy đây ạ. 25. Cao 25. Bát đây các bác. Đây. Bát này đúng 16 nha các bác. Này thì các bác cần cái âm ly khỏe một tí thì mới kéo em nó ra được hết tiếng. Như em đang dùng con Integra, Onkyo Integra, kéo tiếng ra rất là chi tiết. Rồi, hai cạnh bên đây các bác. Con này nó to đúng là như cái bàn luôn. Các bác thấy. Rồi phía sau ạ. Phía sau hai lỗ thông hơi hai bên. Đây các bác thấy. Đây, hai lỗ thông hơi hai bên. Góc cạnh đẹp xuất sắc đây nha các bác. Đây nó có nguyên một cái bảng. Các bác tháo cái này ra thì các bác sẽ thấy được cái phần nội thất của cái con mic và cái con chép kèn nhé. Cọc loa bấm chuối bằng đồng đây. Đây ạ. Cặp loa bóc chuối bằng đồng. Rồi, tên tuổi của em đó. Đây các bác. JBL S100 Center 3 quay. Đó, loa 3 quay. Đó, con này sản xuất tại Mỹ. Loa quá gấu rồi nha các bác. Rồi, con này thì giá trị của nó cũng khá là lớn. Nằm ở cái mốc giá là trên 7 nha các bác. Nào đi quên đó thì cứ alo hoặc là inbox cho em rồi em sẽ báo giá chi tiết cho các bác ạ. Rồi số điện thoại của em 0799100001. Các bác cứ bấm vào phím mũi tên ở ngay phía dưới clip đó, thì các bác sẽ thấy thông tin chi tiết bên cửa hàng của em. Rồi cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi kênh âm thanh của em. Em xin bye bye.